Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Vâng, hôm nay là chủ nhật ở bên Mỹ rồi các bạn. Ở bên Việt Nam thì khoảng cỡ 7 8 giờ sáng rồi. chúc cho các bạn một ngày mới nhiều năng lượng nha. Nhưng mà cũng đừng có chủ quan, chúng ta cũng không được tập trung đông người vì dịch bệnh mỗi ngày ở bên Việt Nam cũng là 7 8 ngàn đó các bạn. Vâng, nếu mà chúng ta không có chặn được dịch bệnh lây lan đó và con số cứ tăng hoài đó thì nghe đâu ở chính phủ Việt Nam thì họ sẽ giãn cách xã hội tiếp 14 ngày hay là 21 ngày gì đó. Vâng, hôm nay Cali Sài Gòn xin chia sẻ đến các bạn về việc của cựu tổng thống Donald Trump. ông ta có trở lại trên chiến trường chính trị hay không hay là ông ta sẽ về hưu và an hưởng tuổi già mới đó mà đã hơn một năm rồi các bạn ha vào nếu mà vào giữa nhiệm kỳ năm 2022 thì chúng ta sẽ biết được ông cụ tổng thống Trump ông sẽ quyết định như thế nào lẽ quá vì mà một năm mấy rồi gần hai năm rồi dĩ nhiên cái tin tức của ông donald trump cách đây vài ngày thì làm cho đảng cộng hòa và hàng triệu triệu người của bên cộng hòa họ rất là vui mừng à, mong rằng ông trump sẽ trở lại chính đường chính trị vì ông có nhiều cái quyết định <laughs> nó táo bạo à, à, phải nói là nhiều cái quyết định của ông người ta không ngờ được nhưng dĩ nhiên là bên đảng dân chủ người ta sẽ không thích ông donald trump vì những lời phát biểu của ông ta <laughs> À, chúng ta thì ở đây chúng ta chỉ chia sẻ cập nhật tin tức và chia sẻ lại thôi đây các bạn ha à. Vâng hôm nay Kelly Sài Gòn sẽ chia sẻ lại ông ta đã nói gì về cách đây vài ngày à, Ông Trump nêu mốc thời gian tuyên bố khả năng là tái tranh cử năm 2024 quý vị Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã tiết lộ thời điểm Ông có thể tuyên bố rõ ràng về việc có tái tranh cử năm 2024 hay không chia sẻ với hãng tin Fox News. Ông Trump cho rằng việc chờ đợi đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 để tuyên bố quyết định chính thức của ông về việc tái tranh cử là phù hợp. Ông nhấn mạnh, tôi cho rằng nhiều người sẽ vui vẻ với quyết định đó và có lẽ nó sẽ được công bố sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, kênh RT của Nga cho biết ông Trump ám chỉ rằng ông không cam kết với mốc thời gian đó khi đề cập rằng ông tin nhiều đảng viên của đảng Cộng Hòa đang háo hức chờ đợi quyết định của mình. Cựu lãnh đạo Mỹ tin rằng mình vẫn giành được lòng trung thành và tôn trọng của đảng Cộng Hòa khi nhiều đảng viên nói rằng nếu ông tái tranh cử thì họ sẽ không tham gia tranh cử có nghĩa là đảng cộng hòa đó à, nếu mà những người có thể ra tranh cử tổng thống nhưng mà nếu mà ông trump ông tuyên bố ông ra tranh cử thì những người đó sẽ không ra để tranh cử cho ông ta và để ông ta sẽ tranh cử với lại đảng dân chủ mà thôi hoặc là chỉ để một vài người nào để đi vào vòng cuối cùng với ông trump mà thôi vào cuối tuần qua cựu tổng thống trump đã dùng nhiều lời gây gắt nhằm vào các thành viên đảng cộng hòa đặc biệt là các thành viên Hạ viện và Thượng viện. Theo ông Trump, họ đã trao chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden qua việc thông qua gói chi tiêu hạ tầng lớn trị giá 1.200 tỷ, tỷ đô la. Ông Trump nêu quan điểm, tất cả các đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu cho sự lâu dài của đảng Dân Chủ nên tự xấu hổ về bản thân của mình. Cựu Tổng thống Mỹ còn nhắc đến Thượng nghị sĩ Mitch McConnell và cho rằng ông này đã giúp chính quyền đương nhiệm có thêm thời gian để giải quyết mức nợ nần đang cao ngất ngưỡng gói chi tiêu 1.200 tỷ USD bao gồm mọi thứ từ cơ sở hạ tầng đến các chương trình xã hội mở rộng gần đây đã được Quốc hội Mỹ thông qua với số lượng ủng hộ đáng ngạc nhiên từ Đảng Cộng hòa với 13 thành viên tại Hạ Viện và 19 chú vôi tại Thượng Viện. Bỏ phiếu thuận bao gồm cả ông McConnell. Của Tổng thống Trump cũng chia sẻ với Fox News, rất nhiều người tuyệt vời trong đảng Cộng Hòa, trong đó có nhiều cá nhân mà ông sẽ cân nhắc trở thành phó tướng tranh cử cùng ông, nhưng ông không nêu tên tụ cụ thể bất cứ người nào. À, như vậy là cựu tổng thống trước là phó đó phó cựu phó tổng thống trước thì à, ông ta không muốn nữa rồi và nhiều người cũng cho rằng phó tổng thống trước đã là người mà thọc gậy bánh xe đâm sau lưng chiến sĩ cho nên lần này nếu mà ông Trump à, chạy đua vào nhà trắng thì ông ta sẽ lựa một người mới <laughs> bây giờ cũng nhân tiện đây chúng ta đọc lại những cái lời phát biểu mà những năm trước mà khi mà giữa ông tổng thống biden và ông trump khi tranh cử vào nhà trắng các bạn ha một cái bài này mình thấy nó cũng hay hay cho nên mặc dù nó đã là quá khứ rồi nhưng mà chúng ta chia sẻ lại với nhau đối thủ thực sự của tổng thống donald trump trong cuộc bầu cử là ai. Trong cuộc bầu cử này, ông Biden thực ra không nói gì, làm gì cũng vẫn được truyền thông đưa lên với vai trò là tổng thống truyền thông. Dù ông ấy chưa được bất cứ tư bác nào công nhận giành chiến thắng, bởi vì ông ấy đâu phải là đối thủ của ông Trump, Biden chỉ là đại diện bất đắc diện mà thôi. Vâng, bài báo này là viết hồi tháng 11 năm 2011 đi quên à, tháng 11 ngày 11 năm 2020 như vậy là cũng à, hơn một năm mấy ngày thôi các bạn nha đối thủ của ông Trump là cả một hệ thống quyền lực ngầm và tiền so với nó thì đóng tài sản mấy tỷ của ông Trump chỉ như viên gạch vỡ trước bờ tường của Mỹ với Mexico tại sao đặt cược cho ông Trump luôn được nhận tiền thưởng cao gấp đôi Biden ngay cả khi uy tín của ông Trump cao nhất. Tại sao quỹ bầu cử của ông Biden luôn nhiều gấp mấy lần của ông Trump mặc dù ông ta chả cần đi vận động? Bầu cử đâu cả. Tất nhiên, để lý giải tại sao quỹ tranh cử của Biden luôn lúc nào cũng nhiều hơn, vì ông ấy được các nghiệp đoàn lớn ủng hộ với số tiền khủng. Thêm các tổ chức lớp danh huy động tiền, về phía tổng thống Trump thì là từng cá nhân cá nhân ở đây là người lao động, người làm việc tự do và người làm kinh doanh. Bốn năm trước, khi ông Trump trúng cử, thông thường thì các tổng thống sau khi vào được Nhà Trắng đều quên hết những gì đã hứa. Thế nhưng, ông tổng thống thứ 45 thì lại khác đó nghe các bạn. Đường lối chính sách của ông Trump hiệu quả cho nước Mỹ bao nhiêu thì lại làm mất đi cơ hội tiền bạc của những ông chủ tập đoàn lớn, có nghĩa là big uh, big boss, big company thì những tập đoàn này bị mất bấy nhiêu người đứng sau lưng cơ quan truyền thông của Mỹ là tổng thống của người lao động ông Trump tự biến mình thành người bị ghét nhiều nhất của các nhà tài việt và những kẻ lười biếng dù uh, đó trước khi làm chưa làm tổng thống thì ông có rất nhiều bạn là tài phiệt tỷ phú bởi vậy ông luôn là cái gai trong mắt của những người của những nhà tài phiệt là bức tường cản trở sự tăng giàu cho các nhà tài phiệt với chỉ 4 năm ngắn ngủi của ông Trump đã làm được những việc phi thường chưa ai lột trần được bộ mặt đạo đức giả của những chính trị gia chuyên nghiệp nhưng ông Trump đã làm được điều đó chưa ai dám định nghĩa sức mạnh của quyền lực thứ tư có nghĩa là báo chí chỉ là một mới dối trá nhưng ông đã làm được chưa ai tôn trọng sự thật và minh bạch trong quan hệ đồng minh đối tác như ông chưa ai gây dựng được dàn xếp được cho hòa bình nhiều như ông tất cả đã khiến ông trump phải trả giá nói vấn đề này chúng ta cũng nhớ rằng khi ông trump à, đi qua bên à, cái biên giới của korea đó quý vị Lý ừ. do tôi yêu thích ông Trump là bởi con người ông ấy, tính cách của ông ấy, những thứ đã bộc lộ qua những gì mà ông ấy làm. Tôi chưa bao giờ hy vọng ông ấy sẽ làm gì cụ thể cho quê hương đất nước của tôi, đó là đất nước Việt Nam. Nhưng tôi tin khi ông ấy thành công thì chúng tôi sẽ hưởng lợi. Chỉ thế thôi và tôi cũng sẽ vẫn thế kể cả đến sau này một ông già gân sống tử tế đây nhiệt quyết lại dám một mình chấp cả thế giới giàu có và quyền lực thì ai mà không ngưỡng mộ được chứ sơn Lê trung vâng à, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình đã chia sẻ à, những bài báo nói về ông tổng thống trung gần đây ông ta sẽ có thể có thể nhưng mà cái kỳ vọng này thì rất nhiều sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024 và một bài viết của Sơn ly Trung cách đây một năm nói về ngài tổng thống Trung như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình chia sẻ trong một ngày chủ nhật về tin tức của cựu tổng thống Donald Trump. Chúc cho tất cả quý vị một ngày chủ nhật bên Mỹ thật vui vẻ, tốt đẹp hạnh phúc bên gia đình. Còn các bạn bên Việt Nam sáng thứ hai nhiều năng lượng và nhiều gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống nếu thấy thông tin này hữu ích cho mình một cái like và những đăng ký kênh cho Kali Sài Gòn cũng như một kênh phụ là thương nhớ Sài Gòn thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều xin chào và hẹn gặp lại.